của nhà máy nè, mở cửa nè. Muốn đổi mã thì nhấn nút phía sau, thả nhập mã mới 1234, ví dụ nhập 134 en, nhập tiếp một lần nữa 1234 en đi đấy. Nếu như các bạn mở mà sai số, ví dụ như là cái số nó 1234 đúng không ạ, bây giờ các bạn ví dụ như mở 1245 error 1 này, nếu mở một lần nữa này 1234 56 error này đúng không ạ, một lần nữa 1234 56 7 chẳng hạn error đấy, hold 3 tức là sẽ là 3 phút, nó sẽ khóa 3 phút, khóa lại luôn, vô hiệu hóa luôn, vô hiệu hóa đấy. Thì bây giờ phải đợi hết 3 phút này các bạn mở lại, rất là an toàn nha các bạn. Nếu các bạn mà muốn giấu số, không cho khách, không cho cái người khác để nhìn thấy số thì bấm start, giữ nhá. Đấy, lúc này nó hiện các gạch này thì trong này mình sẽ bấm 1 2 3 4 thì cái mã này là nó giấu số đi nè.